Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 60. Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã bỏ chúng tôi, tản lạc chúng tôi. Chúa đã nổi giận. Ôi, xin hãy đem chúng tôi lại. Chúa khiến đất rúng động, làm cho nó nứt ra. Xin hãy sửa lại các nơi nứt nó, vì nó lay động. Chúa đã làm cho dân sự Ngài thấy sự gian nan, cho chúng tôi uống một thứ rượu say sẩm. Chúa đã ban một cờ xí cho kẻ nào kính sợ Chúa, đặng vì lẽ thật mà sổ nó ra, hầu cho người yêu dấu của Chúa được giải thoát. Xin Chúa hãy lấy tay hữu mình mà cứu và đáp lại chúng tôi. Đức Chúa Trời đã phán trong sự thánh Ngài rằng: Ta sẽ hớn hở, ta sẽ chia Si-chem và đo trũng Su-cốt. Gala-át thuộc về ta, Ma-na-se cũng vậy. Ép-ra-im là đồn lũy của đầu ta, Giu-đa là cây phủ việc ta. Mô-áp là cái chậu nơi ta tắm rửa, ta sáng dép ta trên Ê-đôm. Hỡi đất Philistin, hãy reo mừng vì cớ ta. Ai sẽ đưa tôi vào thành vững bền? Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm? Hỡi Đức Chúa Trời, há chẳng phải Chúa là đấng đã bỏ chúng tôi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa không còn ra trận với đạo binh chúng tôi nữa. Xin Chúa cứu giúp chúng tôi khỏi sự gian truân, vì sự cứu giúp của loài người là hư không. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng tôi sẽ làm việc cả thể, vì chính Ngài sẽ giày đạp các cừu địch chúng tôi. Chương 21. Chúng ta phân rẽ các người đó xong, bèn xuống tàu, đi thẳng đến thành Cốt, ngày hôm sau tới thành Rô-đơ, và từ đó đến thành Ba-ta-ra. Ở đó gặp một chiếc tàu dương buồm chạy qua xứ Phê-ni-si, chúng ta bèn xuống đi. Thấy đảo Chíp-rơ thì tránh bên hữu, cứ theo đường đến xứ Syri, đậu tại thành Ti-rơ, vì tàu phải cất hàng hóa tại đó. Chúng ta tìm được các môn đồ rồi, bèn ở lại với họ 7 ngày. Các môn đồ chịu Đức Thánh Linh cảm động, dặn Phao-lô chớ lên thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng khi kỳ tạm trú chúng ta đã qua thì lại đi. Cả môn đồ với vợ con đều tiễn chúng ta ra đến ngoài thành. Ai nấy đều quỳ xuống trên bờ cùng nhau cầu nguyện rồi từ giã nhau. Đoạn chúng ta xuống tàu, môn đồ trở về nhà. Còn chúng ta đi hết đường thủy thì ở thành Ti-rơ sang thành Bê-tô-lê-mai, chào thăm anh em và ở lại với họ 1 ngày. Ngày mai chúng ta ở nơi đó đi đến thành Cesare và nhà Philip là người giảng tin lành, một trong 7 thầy phó tế, rồi ở lại đó. Người có 4 con gái đồng trinh hay nói tiên tri. Chúng ta ở đó đã mấy ngày. Có một người tiên tri tên là Agabus ở xứ Giu-đê xuống. Người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây lưng của Phao-lô trói chân tay mình mà nói rằng: Này là lời Đức Thánh Linh phán: Tại thành Giê-ru-sa-lem, dân Giu-đa sẽ trói người có dây lưng này như vậy mà nộp trong tay người ngoại đạo. Khi đã nghe bấy nhiêu lời thì các tín đồ nơi đó và chúng ta đều xin Phao-lô đừng lên thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng người trả lời rằng: Anh em làm chi mà khóc lóc cho nan lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Giê-xu chịu chết tại thành Giê-ru-sa-lem nữa. Người chẳng khứng chịu khuyên dỗ, thì chúng ta không ép nữa mà nói rằng: Xin cho ý muốn của Chúa được nên. Qua những ngày đó, chúng ta sắm sửa rồi lên thành Giê-ru-sa-lem. Có mấy người môn đồ ở thành Cesare cũng đến đó với chúng ta, dẫn chúng ta vào nhà tên Manason kia, quê ở Chíp-rơ, là một môn đồ lâu nay, và người cho chúng ta trọ tại nhà mình. Chúng ta đến thành Giê-ru-sa-lem thì anh em vui mừng tiếp rước. Bữa sau, Phao-lô đi với chúng ta tới nhà Gia-cơ, có hết thảy các trưởng lão nhóm họp tại đó. Phao-lô chào mừng các người đó rồi, bèn thuật lại từng điều mọi sự Đức Chúa Trời đã bởi chức vụ mình làm ra trong người ngoại.
Các người ấy nghe vậy thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Đoạn nói cùng người rằng: Anh ơi, anh thấy biết mấy vạn người Giuđa đã tin và hết thảy đều sốt sắng về luật pháp. Và chúng đã hay rằng anh dạy các người Giuđa ở trong các dân ngoại rằng phải từ bỏ Môi-se, chớ nên làm phép khắc bì cho con mình hay là ăn ở theo thói tục mình nữa. Vậy khá lo liệu làm sao? Chắc rằng dân chúng sẽ nhóm lại, vì hẳn sẽ biết rằng anh đã tới rồi. Nên hãy làm theo như chúng tôi sẽ nói cho anh. Chúng tôi đây có 4 người đều mắc lời thề. Hãy đem 4 người đó cùng đi, làm lễ tinh sạch cho mình luôn với họ, và hãy chịu tiền họ phải trả để cạo đầu. Vậy thì ai nấy sẽ biết mọi tin đồn về anh đều chẳng thật, song rõ anh cũng ăn ở theo luật pháp vậy. Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thơ cho họ về điều chúng tôi đã định, là chỉ phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết và thú vật chết ngột, cùng chớ gian dâm. Phao-lô bèn đem 4 người cùng đi, vừa đến ngày sau làm lễ tinh sạch cùng họ, rồi vào trong đền thờ đặng tỏ ra ngày nào kỳ tinh sạch sẽ chọn và dâng của lễ về mỗi người trong bọn mình. Khi 7 ngày gần trọn thì các người Giuđa quê A-si thấy Phao-lô trong đền thờ, bèn xui cả đoàn dân giấy loạn rồi bắt người mà kêu lên rằng: Hỡi các người Israel, hãy đến giúp với. Kìa, người này giảng dạy khắp thiên hạ, nghịch cùng dân, nghịch cùng luật pháp và nghịch cùng chốn này nữa, đến đổi hắn dẫn người Grec vào trong đền thờ và làm cho nơi thánh này bị ô uế. Số là chúng trước đã thấy Trophim người Epheso ở với Phao-lô tại trong thành phố, nên ngờ rằng Phao-lô đã dẫn người vào đền thờ. Cả thành đều xôn xao, dân chúng chạy nhóm lại đoàn đông, bắt Phao-lô kéo ra khỏi đền thờ. Tức thì các cửa đều đóng lại. Chúng đương tìm phương giết người, thì tiếng đồn đến quan quản cơ rằng cả thành Jerusalem đều xôn xao. Người lập tức bắt quân lính và cai đội kéo đến nơi chúng. Vừa thấy quản cơ và quân lính thì chúng thôi, không đánh Phao-lô nữa. Quản cơ bèn tới gần, bắt người rồi truyền lấy 2 cái xích xích lại. Đoạn hỏi người là ai và đã làm việc gì. Trong đoàn dân, kẻ reo lên thể này, người la lên thể khác. Nhân sự rối loạn, người không biết được chắc nên dạy điệu về đồn. Lúc Phao-lô bước lên thềm, quân lính phải khiêng người đi bởi cớ đoàn dân hung bạo lắm, vì có đám dân theo sau đông mà kêu rằng: Hãy giết đi. Lúc Phao-lô vào đồn thì nói với quản cơ rằng: Tôi có phép nói với ông đôi điều chăng? Quản cơ trả lời rằng: Ngươi biết nói tiếng Grec sao? Vậy thì ngươi hẳn chẳng phải là người Egypto kia, ngày trước đã gây loạn kéo 4.000 kẻ cướp vào nơi đồng vắng hay sao? Phao-lô trả lời rằng: Tôi là người Giuđa, vốn ở thành Tạc Sơ, công dân của một thành trong xứ Cilici, tức là thành có danh tiếng. Xin hãy cho phép tôi nói với chúng dân. Được phép rồi, Phao-lô đứng trên thềm, giơ tay ra dấu cho dân. Đâu đó yên lặng, người bèn nói tiếng Hebrew mà rằng: Chương 28. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền lệnh này cho dân Israel mà rằng: Các ngươi phải lo dâng cho ta trong kỳ định lễ vật và thực vật của ta, cùng các của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho ta. Vậy ngươi phải nói cùng dân Israel rằng: Này là của lễ dùng lửa đốt mà các ngươi sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày 2 con chiên con đực giáp năm không tỳ vít làm của lễ thiêu hằng hiến. Ngươi phải dâng con này vào buổi sớm mai và con kia vào buổi chiều tối. Còn về của lễ chay thì phải dâng 1/10 epha bột lọc nhồi với 1/4 hin dầu olive ép. Ấy là của lễ thiêu hằng hiến đã lập tại núi Sinai, là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Lễ quán sẽ bằng 1/4 hin rượu cho mỗi một chiên con. Ngươi phải dâng lễ quán bằng rượu cho Đức Giê-hô-va trong nơi thánh. Ngươi phải dâng chiên con kia vào buổi chiều tối và làm một của lễ chay và một lễ quán như buổi sớm mai. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Ngày Sa-bát, ngươi phải dâng 2 chiên con đực giáp năm không tỳ vít
và 2/10 epha bột lọc nhồi dầu làm của lễ chay với lễ quán cặp theo. Ấy là của lễ thiêu về mỗi ngày Sa-bát, ngoại trừ của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo. Mỗi đầu tháng, các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va 2 con bò đực tơ, 1 con chiên đực và 7 chiên con đực giáp năm không tỳ vít làm của lễ thiêu. 3/10 epha bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về mỗi con bò đực. 2/10 epha bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về con chiên đực. 1/10 epha bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về mỗi con chiên con. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm, tức một của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Lễ quán sẽ bằng 1/2 hin rượu nho về mỗi con bò đực, 1/3 hin về con chiên đực, 1/4 hin về mỗi con chiên con. Ấy là của lễ thiêu về các đầu tháng trong năm. Ngoại trừ của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo, cũng phải dâng cho Đức Giê-hô-va 1 con dê đực làm của lễ chuộc tội. Ngày 14 tháng Giêng phải giữ lễ vượt qua cho Đức Giê-hô-va. Qua ngày 15 sẽ là ngày lễ, phải ăn bánh không men trong 7 ngày. Ngày thứ nhất, các ngươi sẽ có sự hội hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va 2 con bò đực tơ và 7 chiên con đực giáp năm đều không tỳ vít làm của lễ thiêu. Của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu. Các ngươi phải dâng 3/10 epha về 1 con bò đực, 2/10 epha về con chiên đực và 1/10 epha về mỗi chiên con, luôn 1 con dê đực làm của lễ chuộc tội, đặng làm lễ chuộc tội cho các ngươi. Các ngươi phải dâng các lễ vật này ngoài của lễ thiêu buổi sớm mai là 1 của lễ thiêu hằng hiến. Mỗi bữa trong 7 ngày, các ngươi phải dâng những lễ vật ngần ấy như thực vật về của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Người ta phải dâng lễ vật đó ngoài của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo. Ngày thứ 7, các ngươi sẽ có sự hội hiệp thánh, chớ nên làm 1 công việc xác thịt nào. Trong kỳ lễ của các tuần nhằm ngày hoa quả đầu mùa, khi các ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ chay mới thì phải có sự hội hiệp thánh, chớ nên làm 1 công việc xác thịt nào. Các ngươi sẽ dùng 2 con bò đực tơ, 1 con chiên đực và 7 chiên con đực giáp năm đặng làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu, 3/10 epha về mỗi con bò đực, 2/10 epha về con chiên đực, 1/10 epha về mỗi con chiên con. Cũng phải dâng 1 con dê đực để làm lễ chuộc tội cho mình. Ngoài của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay cặp theo, các ngươi cũng phải dâng mấy lễ vật đó không tỳ vít và thêm những lễ quán cặp theo. Chương 29. Ngày mùng 1 tháng 7, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh, chớ nên làm 1 công việc xác thịt nào. Về phần các ngươi, ấy sẽ là 1 ngày người ta thổi kèn vậy. Các ngươi phải dùng 1 con bò đực tơ, 1 con chiên đực và 7 chiên con đực giáp năm không tỳ vít dâng làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, luôn với của lễ chay bằng bột lọc nhồi dầu, 3/10 epha về con bò đực, 2/10 epha về con chiên đực, 1/10 epha về mỗi con chiên con, và dâng 1 con dê đực làm của lễ chuộc tội để làm lễ chuộc tội cho các ngươi. Các ngươi phải dâng những lễ vật này ngoài của lễ thiêu đầu tháng và của lễ chay cặp theo, của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay với lễ quán cặp theo, tùy theo những lễ đã định về mấy của lễ đó mà làm của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Ngày mùng 10 tháng 7 này, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh, phải ép linh hồn mình, chớ nên làm 1 công việc xác thịt nào. Các ngươi phải dâng 1 con bò đực tơ, 1 con chiên đực và 7 chiên con đực giáp năm không tỳ vít làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu, 3/10 epha về con bò đực, 2/10 epha về con chiên đực, 1/10 epha về mỗi con chiên con. Các ngươi phải dâng 1 con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ chuộc tội mà người ta dâng trong ngày chuộc tội, của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay với lễ quán cặp theo.
Ngày rằm tháng 7, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh. Chớ nên làm một công việc xác thịt nào, nhưng các ngươi phải giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong 7 ngày. Các ngươi phải dùng 13 con bò đực tơ, 2 con chiên đực và 14 chiên con đực giáp năm, không tỳ vít, dâng làm của lễ thiêu, tức là của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Của lễ chay cặp theo sẽ bằng bột lọc nhồi dầu, 3/10 epha về mỗi con bò đực, 2/10 epha về mỗi con chiên đực và 1/10 epha về mỗi con chiên con. Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay với lễ quán cặp theo. Ngày thứ hai, các ngươi phải dâng 12 con bò đực tơ, 2 con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực tơ, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng lễ quán cặp theo. Ngày thứ ba, các ngươi phải dâng 11 con bò đực, 2 con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ tư, các ngươi phải dâng 10 con bò đực, 2 con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ năm, các ngươi phải dâng 9 con bò đực, 2 con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ sáu, các ngươi phải dâng 8 con bò đực, 2 con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ bảy, các ngươi phải dâng 7 con bò đực, 2 con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ tám, các ngươi phải có sự nhóm hiệp trọng thể, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Phải dùng một con bò đực, một con chiên đực và 7 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, dâng làm của lễ thiêu, tức là của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Đó là những lễ vật mà các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va trong những ngày lễ trọng thể mình, đặng làm của lễ thiêu, của lễ chay, lễ quán và làm của lễ thù ân, ngoài những của lễ hứa nguyện và những của lễ lạc ý của các ngươi. Chương 30. Môi-se nói cùng dân Israel mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Môi-se cũng nói cùng những quan trưởng của các chi phái Israel rằng: Này là điều mà Đức Giê-hô-va đã phán: Khi một người nào có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, thì chớ nên thất tín. Mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo. Khi một người nữ trong buổi còn thơ ấu ở nhà cha mình có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va và buộc lấy lòng mình phải giữ một điều chi, nếu người cha đã biết lời hứa nguyện nàng và sự buộc lòng nàng tự chịu lấy mà đối với nàng vẫn làm thinh, thì nàng phải làm y như lời hứa nguyện và giữ mọi sự buộc lòng mình mà nàng tự chịu lấy. Còn nhược bằng ngày nào cha nàng biết mà cấm đi, thì nàng sẽ không mắc lời hứa nguyện mình hay là các sự buộc lòng giữ mà nàng đã tự chịu lấy.
Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng, vì cha nàng cấm nàng vậy. Nếu người nữ ấy đã kết hôn, hoặc vì hứa nguyện, hoặc vì lời chi lỡ ra khỏi môi mà nàng đã chịu lấy một sự buộc mình, nhược bằng ngày nào chồng nàng hay mà đối cùng nàng vẫn làm thinh, thì nàng phải làm y lời hứa nguyện và giữ những sự buộc lòng mình mà nàng tự chịu lấy. Còn nếu ngày nào chồng đã biết cấm nàng đi, hủy lời hứa nguyện mà nàng mắc đó và lời gì lỡ ra khỏi môi, vì cớ đó nàng đã buộc lấy mình, thì Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng. Lời hứa nguyện của một người đàn bà quá hoặc một người đàn bà bị đẻ, mọi điều chi người đã buộc mình thì phải giữ lấy. Nếu một người đàn bà đã hứa nguyện trong nhà chồng mình hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, và nếu chồng đã hay vẫn làm thinh cùng nàng không cấm, thì nàng phải làm y lời hứa nguyện và giữ mọi sự buộc lòng mà nàng đã tự chịu lấy. Nhưng nhược bằng ngày nào chồng nàng hay biết hủy đi, thì mọi lời đã ra khỏi môi về những sự hứa nguyện và về sự buộc lòng mình sẽ bị hủy đi. Chồng nàng đã hủy các lời đó, thì Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng. Chồng nàng có thế ưng hay hủy mọi sự hứa nguyện và mọi lời thề mà nàng sẽ buộc mình đặng ép linh hồn mình, nhược bằng chồng vẫn làm thinh cùng nàng ngày nay qua ngày mai, như vậy chồng ưng các sự hứa nguyện của nàng. Chồng ưng vì không nói chi ngày mà người đã hay biết. Còn nếu chồng hủy các sự hứa nguyện một ít lâu sau khi đã hay biết, thì chồng sẽ mang sự hình phạt về tội lỗi của vợ mình. Đó là các lệ định mà Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se về một người chồng và vợ mình, một người cha và con gái mình buổi thơ ấu khi còn ở nhà cha. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.